mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Chịu Di Dú nha. Mà mình là Tiền ở đây. Yeah. Đuổi bạn cho đi coi. Đây là bạn của mình. Bạn tao bị mày kêu đủ. Hết chuyện chi với chó. Mấy ngày hôm trước thì mình đã cho lợn Tú rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp rồi, tục cho nó. Bữa nay cho anh cái mặc đồ kiểu vậy hả? Đồ ta. Tại sáng giờ ở nhà không chuyện gì làm, mặc đồ ngủ cho nó thoải mái. Ít chưa ha, thoải mái. Nè nghe mày nhảy lên ngoài đi. Ra đi má. Hung không? Nhịn mặt đi Trang Tiền. Ít chưa ha. Nghĩ sao so sánh với con chó vậy? Tại tao mà nhịn mặt đi Trang mày vậy Tiền. Hình như nghĩ sao so sánh có họ hàng kiếp trước luôn. Ít chưa. Không phải không cục. Nói đi cục. Phải rồi, cưng có họ hàng kiếp trước với Tiền Lợ phải không? Nói có đó. Từ trả lời luôn kìa. Tại vì tao hiểu tiếng của nó. Nó nói mày lờ lúc mày là em của nó. Thế là em là chó đó hả? Là chó đó hả? Là chó đó hả? Đây là lúc trước mày sống mát quá. Cái nó sẽ nó đậu hai kiếp chó giùm mày. Nó nói gì đó mày, nói kiếp trước thì cũng sống hèn lắm chứ bộ. Thôi đúng, cái leo lên ngồi đó. Thôi đi xuống đi má. Xuống đây. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cho anh lợn Tú. Nhưng mà cái này là cho anh cũng có niềm vui chứ không phải là buồn nha các bạn. Ten ten ten. Wow. Ghê ba. Các bạn thấy gì không? Của em mà. iPhone 12. Nhưng mà cái này là chỉ là cái hộp thôi, bên trong cái gì mở ra mới biết được. Đây, mở ra thì có một ốp lưng chồng lên cái màn hình. Đó, ốp lưng này hiện ta tặng này các bạn ơi. Thật ra là để trong hộp iPhone 12 thôi, chứ nó là cái iPhone 11 các bạn ơi. Là mình làm cái gì có tiền mà tới nổi mình mua iPhone 12 đúng này không? Này của em mà. Cái hộp này á thì của con Tiền Lờ. Nó mình mượn của nó mình để vô cho sang chảnh. Sang chảnh như các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ nói với con Tú là tại vì con Tú chưa gặp cái iPhone 11, nó chỉ biết cái iPhone 12 thôi. Mà iPhone 12 của con Tiền á thì cũng có ba mắt thì trang như nè các bạn. Đó. Thì mình bữa nay mình sẽ để cái iPhone 11 vô cái hộp iPhone 12 nha. Đó. Ít chưa ha bạn, chị nó kêu vậy kìa. Anh của con Tiền mà làm mày cắn mày dữ à. Chị nghĩ sao vậy, nói em con chó vậy. Đó thì mình sẽ đậy lại. Đấy. Mình hồi lúc mấy lúc trước nó có hóng là mình mua iPhone 12 tặng nó, nhưng mà mình có tiền đâu để mà mua. Đó. Thì ngày hôm nay mình tậu cái em iPhone 11 về. Sẵn lấy cái giỏ của con Tiền đựng vô cho nó sang. Nhưng mà nói tặng iPhone 12 cho nó vui các bạn. Bữa giờ cũng cho anh nhiều rồi. Hôm nay mình tới chuyên mục cơm chó tặng quà nha các bạn ơi. Hết chưa ha, vậy thôi nghỉ quay đi nè, tự quay đi trời. Thôi, chừng nữa em cũng có người yêu cũng tặng giống vậy thôi. Rồi chừng nào mới có người yêu? Trời ơi, sắp có rồi mày đặt. Hết chưa ha, làm gì có. Trời ơi, nhiều người của... cái gì vậy? Ủa, ai chọi anh Tiền hả? Hết chưa, thấy con chó. Ai chọi nó giật mình chạy vô kìa. Chị Tiền. Ui. Đây nè, ít chưa ha, vậy là đúng rồi. Tiền Lợ. Nói không kia tiền lợ. Đó. Nè. Anh Tiền Lợ. À, ra chưa. Trời ơi, Tiền Lợ dòng họ này nhóc chưa mà không biết, bữa giờ không biết. Ngày hôm nay mình sẽ tặng cho em Di Tú một con iPhone 11. Nhưng con mà bề ngoài của nó là iPhone 12. Trong ruột thì iPhone 11 nha. Không biết cái phản ứng của nó khi mà mình tặng iPhone cho nó như thế nào. Chắc nó vui lắm ta. Tại vì bữa giờ nó chỉnh clip bằng cái iPhone 7 7 lút gì đó bạn. Mà nó lắc lắm rồi. Tại vì ra điện thoại nhiều quá. Đúng rồi. Ra điện thoại từ từ ra cái iPhone 13 luôn rồi. Ra nhiều quá cái hệ điều hành của iPhone nó bị yếu xuống nè. Xong rồi nó sẽ bị lắc nè. Có khi mình chơi game nó bị giật nữa. Xíu solo pizza nè. Vô mày vô. Còn cái iPhone 7 lút của mình hồi lúc xài á là Tú mình chơi game Tú nó đập rồi các bạn ơi. Giờ chơi mình, game cho tới nỗi để tao đập luôn mình vậy. Mình xài cái iPhone 6. Rồi bây giờ mình sẽ mua cái này tặng lại cho con Tú. Điện thoại mình bể mà mình còn mắc mua mình tặng nữa. Các bạn thấy ai thiệt thòi. Nó rồi mình sẽ lấy cái iPhone 7 cũ của nó mình xài các bạn. Các bạn thấy sao? Đây là chị Tiền đó, nhón chân chứ không à. Nhón chân đâu nè. Đó, đó. Trời ơi, tay ngồi gì chó. Trời ơi, bạn chịu quýnh lộn kìa. Gì dòng họ mày kêu, dòng họ mày kéo về hết trơn, coi cái gì đâu mà ha. Ít chưa ha. Đó. Các bạn thấy cái hộp iPhone 12 sang chảnh không? Cái này là người ta hot trend lâu rồi, tới bây giờ mình mới đập hộp iPhone 12. Đó, các bạn thấy mình ghê chưa? Ghê à. Tiền của mình dành dụm mấy tháng chờ mới đủ mua cái iPhone 11 đó. Chứ không phải mấy người thích cái mấy người mua liền trong hôm đó hả ta? Quá trời ha. Quá trời tôi thích ha. Quá
mấy người cũng thích gần chết. Tốn kem chỉ lắm đó mới mua được đó. Ơi, mày biết hai mấy chị tôi làm bao nhiêu tháng không? Chị em có nói gì đâu. 12 tháng lần đó nghỉ không? Em có nói gì đâu. Trời, ủa, hai mấy chị vậy tháng chỉ làm có 2 triệu mấy à hả? Trời, đi làm thêm, đi móc bọc gồng cầu, đi lụm gác ở ngoài bãi gác thì kia mới đủ tiền mua đó. Tại mày nghĩ rồi, hồi tao đem cái này vô thì nó sẽ phản ứng như thế nào tiền lời. Bất ngờ. Bất ngờ rồi. Trời, cái giỏi đó mà xịt rửa một cái chắc to. À, lấy iPhone 11 á, ra ngoài test thử. À, là lấy cái máy nén đó xịt vô thử rồi nó có bị bể không, mà nó có bị cắt rồi, gì rồi xong rồi cái bị mất 2 mấy triệu. Ừ, nó nãy giờ mà nó chưa ra nữa ta. Hồi nãy á, mình có kêu tiền lờ vô kêu nó rồi mà nãy giờ thấy nó chưa ra nữa. Mình nói ngồi nói chuyện đây 6 phút rồi đó. Sau 1 phút ngồi đây á, thì dòng họ tiền ra kéo ra khá là nhiều. Định đánh mình hay là cướp iPhone của mình gì không biết đó. Mày phải mày kêu ra. Đó, 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 đó. Dạ, các bạn ơi. Vô trong háng đi trời. Ít chưa ha, nhét vô. Cái đây nè Tú. Nhanh đi, nhanh đi. Bỏ đây đi. Trời ơi, chơi gì chơi trời. Chơi ác chứ hả. Trời ơi, cái này là anh em của anh Tiền em ôm vậy đó hả, em thả xuống đi. Đây là của trái dứng Tiền đó. Trái dứng chứ ha. Cái gì à? Nhìn em cười trái dứng anh gung. Gung chưa? Cười cười cười. Trời ơi, con tự điên gì đâu, bụi hông ba vòng vòng. Gớm quá à. Hồi nội này chắc nó dơ mấy tháng trời chưa rửa đâu. Bà dơ quá bà ôm chó ghê quá. Ờ, bà đãi xuống coi. Những người yêu động vật thì người ta sẽ ôm. Bây giờ bà phải tôn trọng tôi ra đây tôi có chuyện cần nói. Nói đi. Có tiền không? Cho mượn 10 triệu đi. Lòng ngách thì dạ. Lấy không? Bữa giờ cho anh vui không? Không. Ờ, bữa giả anh bà già đi công viên. Trời ơi, y chang trai giả gái vậy đó. Trời ơi, chân của em đi sáng giờ chắc chưa rửa nè đúng không? Rửa rồi đó. Thôi đó ơi, trời ơi, biết hẹn ra quay clip rồi chảy đầu sửa sạn các kiểu chứ chị... trong phòng á. Nhưng mà vẫn xấu chứ đâu có đẹp đâu chị. Dạ. Vô. Ừ, vô đây. Sải này mình ăn hả Tiền? Hả Tiền? Sải này mình ăn nè. Cho mấy đứa đi vô khỏi. Sải gì vậy? Sải gì kể ta? Bữa em nói sao, em xuống đây đi, em không muốn gì hết. Giờ người ta vô thì mình lấy cái này ra mình chơi đỡ đi. Tiền ơi, nó lấy cái này mình bấm đỡ ra. Ai có 13, ủa đâu 12 hả? Có tiền đâu, em mua iPhone 13, 12. Thế cái này có ấp lưng của ai? Lưng mày lụm ngoài thế giới di động á. Gì trời. Trời ơi. Tự nhiên nhờ vậy mình mới được cái này biết không? Ai vô, vô đi. Trời ơi. Điện thoại của ai vậy? Ơi, 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 bà vô duyên nha. Cho em xin đi. Ít gì hết, xin hai mấy triệu. Em xin đi. Mọi vô duyên. Cái điện thoại này mua tới 4 mấy lần ạ. Cho em xin. Dốc ớt chứ. Bây giờ còn có 33 triệu hà. iPhone 12 đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ còn có 23 triệu. Ủa lòng 32 triệu à. À, mình nghĩ. Em xin đi. Xin gì? Hay là cái giỏ không? Em đập điện thoại chị á, mà em còn không thường cho chị nữa. Em thường cái điện thoại của chị, ở đâu em thường cái điện thoại của em đang xài cho chị rồi đó chứ còn đòi gì nữa. Tự nhiên chị hơi sức đầu đi mua, đã bỏ tiền ra mua cái iPhone 12 rồi cho em xài rồi chị xài cái iPhone 7 hả? Chị lấy cái này chị xài, chỉnh clip ngon hơn đúng không mọi người? Đưa cái chân lên cho hỏi cho tỉnh đi nè, chị. Nè, thử cái án tao đi. Nè, thử cái này đi cho tỉnh. Nè, cho cái áo lên nè, đang thử mùi. Ừ, nhớ không cần nha. Lên. Nhớ không cần nha. Cặn. Cái lớn bây giờ, bây giờ phun cá đi rồi tính. Không. Phun cá đi rồi tính. Ôi trời, ngại lắm mất cỡ. Không sao đâu, lấy họ che lên nè, nó sang chảnh. Ít chưa ha, ăn cơm chó nữa. Mệt quá, tự quay đi trời, đi vô nha. Giờ chị nói cái điện thoại này của ông Tiền em dặn chị suốt đời. Thì nè. Của em thiệt mà. Chị nói chị chạy gáp mua cho em mà. Ít chưa ha, chạy gáp. Quá trời. Nó làm như là chạy xe ôm là nhiều tiền lắm hả Tú? Vậy mấy ông chạy xe ôm cũng xài iPhone 13 luôn rồi. Chạy xe ôm không có nhiều tiền nhưng mà coi vú người khác là nhiều tiền. Nhiều tiền. Quýnh cho lọt ghế luôn đi em, chị. Chị là đồ mới gái. Lần này có hành viên mới. Cái gì cũng hành viên mới nè. Không hành có viên nha. Mới
gì em cũng là trình, nhưng sao em quýnh chứ hoài ạ? À? Ai kêu chị bắt em giả này... bà già ra đường mày á? Nhất là mày á, mày quá trang bắt... tao đẹp lắm. Ai kêu bắt em giả cái bà già ra đường? Con tiền đó nó đánh ghen gì là đánh ghen hay, đánh ghen giỏi em gì nói nó mới sợ. Em đâu có nói đâu à. Tự nhiên em nói chị. Vô vô đi lấy tự nhiên cái xài. Ồ điện thoại nó ồ nó lợn đúng không ạ? Trời kiếm tiền để dành hơn năm nay mới có được đó. Trời em nghĩ tiền bạc kiếm dễ lắm hay sao? Em nói tặng em là tặng đi, cái này là chị mua dành riêng cho chị xài riêng. Nhưng mà cái này iPhone là của chị. Nhưng mà em tiền ai nấy xài. Cái kênh của em á em lãnh tiền được. Cái vỏ cho em cái vỏ cũng được nữa. Rồi lấy cái vỏ cho em. Ở bên à. Trong có điện thoại mới sợ. Đúng hả? Cho em cái điện thoại luôn đi em vẫn con. Không lấy điện thoại thôi, không lấy vỏ đâu, không lấy vỏ làm gì. Hồi nãy em nói với chị là chỉ có cái vỏ thôi à. Tiền ơi tiền, tiếp tao đi tiền tao mày xài. Chưa ha. Đây điện thoại của mô em. Hình sao? Mô hình nữa, mô hình. Bật lên cho em coi đi. Nè nè mô hình ạ. Mô hình. Mô hình chị ơi. Sao bây giờ em xin đi. Xin giờ nói sao đi tôi mới cho. Giờ chị em xin đi. Không nói sao nghe lọt tai á. Chị muốn em nói gì, chị muốn nói thơ văn là chị muốn nói sao nói cho lọt cơ lỗ tai đó rồi nói. Lọt lỗ tai là nói gì? Nhéo gì hả? Nhéo tao đi nè nhéo đi. Cho em đi chứ còn. Nhưng mà rồi. Phải nói sao ngọt ngào nghe lọt tai á. Nó được. Ngọt ngào là nói gì? Nói gì cũng được, phải nói sao cho nghe lọt tai á. Cho em xin. Chứ không lẽ là em không biết nói gì à? Cái này là cũng mấy chục triệu của người ta rồi, không phải là con số nhỏ đâu mà nói đưa em cái là đưa liền. Chị cho tôi em không phải là người dễ dãi. Cho em xin điện thoại đi để mà em chỉnh lý cho nó mượt. Chứ em xài điện thoại 7 nó chỉnh lý nó không mượt. Ủa? Cứ tụt thôi mà. Ủa vậy sao bữa chị chơi game á, tự nhiên em lại em đập điện thoại chị? Ai kêu chị chơi game, chị lo nói chuyện với mấy đứa gái chồng của em nói chuyện chung trả lời nên em đập luôn. Thôi em nghe ngược lắm. Em nghe ngược ghê lắm. Cho em đi, cho em xin em nói lời ngọt ngào rồi đó. Chưa thấy ngọt gì hết trơn, giờ nói thêm nữa đi. Trời cho em xin em mượn điện thoại. Ủa lòng cho em xin điện thoại này luôn đi. Em chỉnh clip nó mượn hơn, với lại là có điện thoại em chụp hình. Em không cần mượn điện thoại cũng tiền nữa. Ghét nó lắm. Nhớ ghét nha. Ghét kìa. Mượn có lần mượn điện thoại nó chụp hình á. Trời thôi đi, điện thoại hết pin mượn gì ghét. Mượn hoài. Ê không có nói vậy nha. Ghét nói gì nghỉ cho luôn ghét. Rồi mai mốt mày nghĩ cho nó mượn đi họ chỉnh luôn. Đúng rồi, không cho đâu. Bây giờ mình sẽ khui hộp cho các bạn xem nè. Đó, đây là con iPhone 12. Ba mắt đàng hoàng nha. Điện thoại iPhone 12 đó. Dưới lên. Nè nó khác khác chứ điện thoại tiền. Không nhưng... có khác đâu, không có khác. iPhone 12 đàng hoàng, ba mắt em thấy no, tiền. No. Cái này 11 chứ không phải 12. Xàm 12 đó. No. Cái điện thoại tiền khác. Tiền mà. mày thấy giống điện thoại mày không tiền? Giống. Trời nhỏ này đúng là tôi. Đúng là những đứa quê mùa có khác. Chị mới quê mùa cái này. Em làm vuông, nó vuông vuông nó mới làm vậy thôi, để bị lừa rồi. Để vô. Em thiệt chị bị lừa đó. 11 hồi chị mua đâu? Mua trong thế giới di động. Chị bị lừa rồi. Mua trong thế giới di động mới có hộp. Cái hộp 12 mà cái hình vuông mới là 12, còn cái này vuông. Em im lại nghe chị nói nè. Em im nữa miệng tẻ tẻ không biết. Đánh tao. Rồi quên lộn tới sáng đi. Cái mỏ sao đó đấy. Mày đánh tao. Em đó nghĩ coi iPhone 12 á có đủ hay gì? Có cái hộp không? Ít nè, ít chứ cái mặt nè trời. Dính gì vậy? Dính ba gì vậy? Hộp iPhone 12 đâu ra? Em đặt trên mạng không có hộp iPhone 12 nữa. Tao mua nguyên set gì mà nói dụ. Người đúng rồi, người không biết quê mùa. Quê mùa đúng rồi, đúng là con mót mà. Con mót. Tên mót là phải thì lũng mót mới xin rồi được. Thôi vậy không biết ông cần đâu. Ủa, ok hai okay. Mình đây á. Chụp hình nè, chụp hình khá là đẹp luôn. Ê không nhớ không cần nha. Không cần nha. Ê nè nghe, chụp hình bao siêu rộng sắc nét luôn. Trời ơi sáng trưng luôn. Ít chưa ha, ít chưa ha. Có không? Camera sắc nét từng cục mụn đầu đen. Rồi đi vô luôn rồi, giận luôn rồi. Đi ngồi đó kìa, buồn kìa trời. Coi kìa. Đâu á chị chiều thì mưa
mất ơi, mất à. Nó chơi nè, chị mua tặng cho em mất à. Nhưng mà cái này chị bị lừa rồi, nó đúng mà. Hoàng, à, chúc em từ đây chuẩn bị ăn cơm chó nè mọi người ơi. Không, nhưng mà chị bị lừa rồi. Chúc em 3 tháng nữa sẽ đạt được 1 triệu sub. 3 năm nữa chưa đạt được đâu. Phải, nhưng mà mình phải cứ mơ chứ nè. Chúc em 3 tháng nữa đạt được 1 triệu sub rồi. Cảm tụi ơn. Mình sẽ đi Dubai ăn mừng. Cảm ơn chị, nhưng mà chị bị lừa rồi. Cái này không phải đâu, cái này 11 còn mắc mà. Cái này 11 á. Chị để đây cho xem chảnh gì thôi. Chứ chị có tiền đâu mua iPhone 12. Chị mua iPhone 11 tặng em á. Em không thích thì gì? Thích tấm lòng thôi chứ ta có tiền đâu. Tại hồi lúc em nói em thích iPhone 12 đó nên chị mua cái 11. Em thích chị không? Nhưng mà có là được rồi, tấm lòng nè. Em thích chị mặc đồ kít kít nên chị mặc bộ đồ này. Trời, em chị mua cho em xong rồi chị mặc đồ gách gứ gì luôn. Em không thấy thương gì sao à? Hay là mặc sáng giờ chưa tắm rửa nó. Mẹ ơi, tao tắm rồi này cần nắp hơi má nắp quá à, hơi nắp quá. Trời, nắp tao hơi nhiều hơn. Chuẩn bị ăn cơm chó rồi đó mọi người ơi. Sao? Đó, tới rồi đó. Sắc nét từng rồi đó. Thương chưa? Không. Nè. Lấy lại liền chị. Không thương em kìa. Em nhớ không chị nha. Trả lại. Chị nói em quên. Ủa chị tặng cho em không vui chứ. Chị nói em quên mồ, em là con út mốt. Tại chị nói giỡn vậy thôi mà. Út mốt gác ngoài sọt gác ra gì. Tại chị nói giỡn vậy thôi, em làm gì căng chứ vậy. Ai làm gì căng. Mà em vui không? Vui. Dạ em nói gì đi. Cảm ơn chị. Cái gì nữa? Cảm ơn chị thôi, cảm ơn chị chăm. Rồi chuẩn bị hôn nhau nè mọi người. Ôi, ít chưa ha. Ê camera đâu ta? Trời ơi, mua cho cái iPhone 11 hai mấy triệu bù lỡ được vậy thôi sạch túi không có bụi gì đâu mát mẹ nè vậy, vậy tối nay có gì không mát mẹ nè mệt đó mệt đó trời em cũng biết mệt nữa hả nè tự cầm quay đem đi cảm vô. Ơn chị đi cảm ơn nè chị. Tự cầm quay đem đi vô ăn cơm chó ngày ăn cơm chó đâu mà ăn cơm chó rồi đi vô luôn rồi một thanh niên đã lặng lẽ bước ra đi. Ít thích không? Chị hả? Em quay cái này nét lắm á, chị đẹp lắm luôn á. Giờ em có thích không? Thích chứ. Wow, cái chị mặt tặng... chị tiền có một cái cọng lông mũi. Chị tặng cho em, để xuống coi, nói chuyện coi. Chị tặng cho em để em làm clip chất lượng hơn cho các bạn xem á. Chứ không gài tụi mình làm clip nó bị mờ mờ sao. Nên giờ mua cho em, tặng em chỉnh clip cho nó chất lượng hơn nha. Ủa vậy là cái hộp cái này của ai vậy? Của tiền. Tiền sang chảnh ghê, tiền xài iPhone 12. Đúng rồi, nhà ta có điều kiện, ta sinh ra từ vạch đích mà ai đâu như tụi mình. Đi lụm ghét ngoài mới tiền mua một. Thôi, chị, bây giờ mình test thử cái này coi nó im không chị? Vậy em chụp hình em đi. Thôi bây giờ test quay luôn á. Ôi máy này không lắc luôn Thu ơi. Máy này không lắc luôn Thu ơi. Máy này có gốc chống rung luôn nè Tú. Nó chỉ nhẹ nhẹ, nhẹ thôi. Ghê dữ. Con khỉ mất phòng xuống má. Không. Thấy em đẹp không? Đẹp, giống mà khùng vậy đó. Đi xuống mà nội té bây giờ. Nó có lắc không chị, chạy theo em nè. Cửa có iPhone 11 xài bị khùng luôn rồi. Không, nít lắc lắm, nít lắc hơn cái iPhone 7 nhiều lắm. Trời ơi, có iPhone xài bị điên rồi. Kìa, lãng dẹp ghế vô đi. Lãng dẹp ghế vô đi. Giờ em có iPhone 11 rồi, em đi rửa gì đi. Tối nay em dắt chị đi ăn đi rồi bù. Ôi, em kỳ quá, bà cù miếu rồi. Người ta tặng bà được cái iPhone 11 rồi, bà dắt ta đi ăn gì đi chứ. Cảm ơn. Cảm ơn, gì mà cảm ơn. Cảm ơn, nhiều cảm ơn, buông tôi ra đi. Uống đi ra. Bắt người ta hiếp dâm. Sao tối nay dắt đi ăn cái gì nhẹ đi. Mặn cưng nó đi. Tối nay hả? Mình nấu cháo ăn đi. Không, tối nay thì có dắt ra ăn cái gì đi. Không. Dắt đi ăn ốc đi. Không, tối em sẽ dẫn chơi. Tối em dẫn chơi ăn món thịt nửa chân dài siêu ngon của em luôn. Là cái gì ạ? Là cái gì ạ? Là cái món ở trên giường á. Có trời ha, vậy thôi cảm ơn tất cả bạn đi. Chào các bạn đi rồi kết thúc clip. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này của ai ạ? Chị. Chị. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này của chị Tiền nha. Nếu các bạn nào thích video này, nhớ để lại cho mình với lại chị Tiền một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.
mai mốt á, từ đây rồi sao mình có điện thoại rồi mình sẽ quay những cái clip mà nó hay hay với lại nó đỡ rung hơn á. Lúc trước là mình quay bằng iPhone 7 nó rung với lại nó không có nét gì hết, nó không được đẹp, nên hôm nay chị tìm mua cho mình cái 11, cảm thấy là rất là vui luôn các bạn ơi. Thì từ ngày hôm nay mình sẽ có những cái clip đẹp cho các bạn xem rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào các bạn.